phố đã lên đèn, mình đã lên đồ. Bên đây chuẩn bị tối nha cả nhà. Bây giờ là 5 giờ rưỡi tối, 5 giờ rưỡi chiều. Hôm nay Hương đi ăn cái đám cưới của một người em. Mặc dù là mình đi ăn đám cưới á, là mình sẽ lên máy bay rất là gấp để mình đi về Việt Nam. Và các bạn biết là mình đã có show diễn ở Việt Nam rồi, cho nên là thiệt sự là quý dữ lắm á. Hai chồng mới ở lại để lại đám cưới mà, đúng không? Mình chia sẻ với em nó, cho nên là bây giờ mình lên đồ rừng rộ. Quỳnh Hân Trà Má, ui dậy sớm vậy, dậy sớm vậy. Cô chủ nhỏ chào Quỳnh Hân, chào cả nhà Việt Nam nha. Mình đang ở Mỹ và bây giờ mình chuẩn bị đi ăn một cái đám cưới. Mình muốn chia sẻ cái niềm vui này tới cả nhà, và cả nhà thấy hôm nay mình lên một cái trang phục màu pastel. Thường trong Việt Nam mình thích mặc màu đen, mà bản thân thích mặc màu đen lắm. Nhưng đây là một cái đầm nó không phải dạ hội, mà nó cũng không phải đầm bình thường, của hãng Tom Ford. Yeah, của chị, và chị mình mua tặng cho mình. Đi đâu đẹp vậy? Dạ, Nga, Nguyễn, AT, Thủy, Trần Quảng Khải, chào chiều buổi sáng. Bên đây là buổi chiều nữa cơ. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, chuẩn bị trời sắp tối rồi. Và kế bên Hương là anh ấy đang chở mình. Đây, anh ấy đây. Đang đi ngoài đường. Nhìn thấy sang lên mà gần tới nơi chưa sang làm hết cả hồn. Không sang nữa rồi, vì xe bên cạnh người ta còn lấy mà để đây làm vàng rồi. Chạy xe mà cái đầu mình nó bị sợ, cái đầu mình nó cứ tê lên vậy nè. Chị yêu đẹp quá, cảm ơn Sương Rồng. Chào Thủy Tinh, chào chị Việt Hương. Hôm nay thì Hương chọn một cái đầm màu theo mọi người yêu cầu, đám trong đám cưới yêu cầu cái đầm màu pastel đó, là màu lợt lợt đó. Hay là chị Kim Đi Trinh, ủa là Kim Đi Trinh ơi, em ở Mỹ hả? Ai ở Mỹ vậy? Ai miền Đông, miền Bắc, miền Trung nước Mỹ? Vui đồng chia sẻ cái livestream cho Hương nha. Tại vì hôm bữa Hương like á, cái mọi người ở bên Việt Nam không thấy mình buồn quá. Hôm nay mình qua Mỹ mình phải like. Bé Suka, chào con. Mình like ở bên Việt Nam, bên Mỹ không ai thấy mình hết trơn á. Cho nên bây giờ mình qua bên Mỹ mình phải like để cho mọi người. Hôm bữa vừa mới like xong mọi người nói, ủa Hương sao lâu quá em không like vậy? Nó dạ không, em vẫn like mà chị nó không thấy. Hương hôm nay đẹp quá, cảm ơn Lan Hiu. Dạ, hôm nay Việt Hương mặc một cái đầm của Tom Ford màu pastel theo đúng như là người ta yêu cầu á. Dạ, dạ đúng rồi đó Jenny Lê. Dạ, Jenny Lê ở Mỹ hả? Chia sẻ livestream cho mình nha, để Jenny Lê thấy mình. Chứ mà là mình bị livestream mà mọi live trong Việt Nam mọi người không ai thấy đó. Mọi người cứ hỏi là sao lâu quá không live. Dạ, Jennifer Nguyễn ở đâu? Dạ, chúc buổi tối vui vẻ. Dạ, Jenny Lê, Jennifer thì là chúc buổi tối là biết ở Mỹ nè. Jenny Lê thì không biết ở tiểu bang nào. Dạ, dạ không chị, Candy em ở Sài Gòn hả? Ok cưng, Chiếu Hoàng, dạ Ngọc Mai. Đó, thì Hương mới đi cái đám cưới. Đó, hai chồng mới là, mặc dù là có show diễn ở Sài Gòn, nhưng vẫn ráng ở lại. Dạ, em ở California hả, Jennifer Nguyễn? Ok, chào em, baby nhớ chia sẻ livestream giúp chị nha. Tại vì chị về Việt Nam chị like, chị muốn gặp mọi người. Dạ, cảm ơn. Chúc Mai Ca, chúc chị một điều tốt đẹp. Ok, cảm ơn cơ Nguyễn, Quỳnh Giao, con chào cô. Mình ở Missouri, G. Khang Bùi, chào Missouri. Chào bạn Bùi Khang Bùi. Chia sẻ livestream giùm mình với. Hello chị Hương, Văn Trinh, trời đất ơi. Văn Trinh ơi, em là đi làm ca đêm. Mà hôm qua em Văn Trinh á, là đi làm ca đêm ở Mỹ, là người Mỹ nè. Xong rồi được về buổi sáng coi livestream em luôn. Là sáng á, chị mới nói là chiều chị đi ăn cưới, chị sẽ like cho cả nhà coi đó. Là chị làm việc tới bây giờ luôn đó em, chị chưa được nghỉ. Em có ngủ được miếng nào không? Dạ, chúc cô buổi tối vui vẻ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Hello chị Hương. À, Emma Eris. Em ở Bosa, Thủy Trinh. Chào Thủy Trinh. Chào Văn Trinh. Bosa là hàng xóm. Dạ, Bosa là hàng xóm của em nha. Đi về từ từ nha anh.
bình tĩnh đi nha. Dạ. Busa Busa Han Han O N G. Hello chị, hello em. Cà Mau Việt Nam chào, chào Diệu Trần. Dạ. Ủa em ngủ được có 3 tiếng ha. Quá trời quá đất. Tại vì chị không làm đêm lắm, chị ăn cưới xong rồi chị về, mà chị còn thời gian thì chị live stream với cả nhà. Tại chị muốn gặp cả nhà bên Mỹ, tại live không thấy chị. Gần chợ ABC, chào em. Về Việt Nam rồi hả? Dạ chưa nha chị. Em còn ăn cái đám cưới. Rồi em lên máy bay em mới về. Dạ. Từ từ bình tĩnh. Em chưa về, em chào cả nhà nha. Rồi, hai vợ chồng đây, ông xã em đây. Cũng hôm nay ông mượn một cái bộ đồ vest của Versace. Trang điểm tông này đẹp. Dạ, tông này lật lật theo cái bộ đồ của mình luôn. Cái bộ đồ pastel của mình là nó lật lật kia đó. Rồi mình trang điểm đúng cái màu này luôn, nó cũng nhẹ nhẹ lật lật kia đó. Mắt thì thêm cái long lanh vô, cho kim sao lụn được vô cho nó long lanh. Ha ha. Việt Hương yêu, dạ. Dạ chào cưng, chào Nga Lê. Cảm ơn lắm hí. Dạ, đặt mỹ phẩm Hương Thị. Dạ. Ai đặt thì đặt trên trang này luôn nha. Dạ các em đi trả lời đang ở Cali, tiểu bang khác. Dạ em ở tiểu bang California luôn nha. Em đang ở Busa. Dạ nhưng mà bây giờ Việt Hương ra Costa Mesa để dự đám cưới. Mới sáng sớm lên sóng sớm vậy. Việt Hương đang ở Mỹ nha Gia Bảo ơi. Và bây giờ là 5:40 Việt Hương quay màn hình lại cho ai Việt Nam sẽ nhìn thấy nha. Bây giờ là 5:41 sáng và đây là ở Cali, Nam California. Còn nước hoa không chị dịp nào xuống Vũng Tàu ghé quán em ăn hủ tiếu mì sườn. Ok Minh Minh, nước hoa còn nha Minh Minh. À, các bạn ở đại lý vô trả lời giùm mình nha. Và bây giờ mình đang mời các bạn đi trên đi sau cốt nha ha. Đi sau cốt đi chừng 10 phút tới à. Hai vợ chồng dạ cảm ơn dạ chào chị Lâu Ren Chu Chất Tình Nguyễn. Dạ, chừng nào cô về Việt Nam 31 cô có show diễn nha. Nhìn anh chị nhớ chí tài. Dạ, chúc anh chị thành công. Dạ, cảm ơn Thiên Định. Chào buổi sáng. Dạ, đây là buổi chiều của tụi em rồi à. Bây giờ em đang ở đây là 5:42 chiều à. Dạ, buổi chiều phải không? Dạ, Ngọc Mai Trần, dạ đúng nha. Việt Hương đang ở tiểu bang Nam California. Dạ, và đang đi ăn dự một cái đám cưới. Vương chào buổi chiều. Đó, ở đây thì đường 8 lên hả? Nãy là vô ở ngoài freeway. Thì bây giờ tụi em quẹo vô exit này là exit sau Costa Mesa. Dạ Việt Hương ơi, cho làm đại lý bánh của Việt Hương được không? Dạ em chưa có bán franchise chị ơi, chị Hoa Mai ơi. Dạ em chưa có làm. Khi nào về Việt Nam, em có show diễn ở Việt Nam ngày 31 nha chị. Hồng Phạm, Phương Phạm. Dạ, đây em mời cả nhà đi ngoài đường với em nha. Một chút xíu. Dạ, vô đám cưới thì em biết có ra Việt công, cho nên là Việt Hương sẽ liệu cơm gấp mánh mắm sẽ like cho mọi người. Nếu mà Hương thấy trình hình căng thẳng quá thì mình sẽ offline. Dạ, bánh bông lan trứng muối ngon lắm. Cảm ơn Trang Lê nha. Tuyệt vời. Dạ đây, ông xã mình đây. Đây, tăng 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 tăng. Rồi, ở đây là đường nãy freeway. Hương chạy vô exit rồi. Hello anh Phương, chị Hương, chào Xuân Hoa. Chào, dạ, chào Hai Nguyễn. Chào Trâm. Mời cả nhà đi đường cùng với em nha. Đi ăn một cái em đi ăn một cái đám cưới. Dạ, em chỉ có dạ Mai Trần chay phem thơm lắm cô Thi Lê. Em có một ông anh đó là ông anh Tinh Thịnh, thì chỉ có ông anh đó ông lái xe là em rất là tự tin. Dạ đúng rồi Nguyễn Phương. Còn em đi với ông chồng em á là cái đầu em cứ tê, cái nó chạy xuống cũng tê sợ á cả nhà. Đẹp lắm em, giỏi nhữ. Dạ đường đẹp hả chị. Dạ chị chào Gia Ngọc Loan, chào chị đẹp. Dược sĩ Phương Liên, em chào chị Việt Hương. Dạ, dược sĩ mới nhớ là hồi sáng Việt Hương live stream cho cả nhà đó. Việt Hương có nói có bạn dược sĩ đó. Bạn dược sĩ đó là phát tâm á, là một cái hoa
ý quên, làm giống như thầy là làm hoa dân tộc thì họ không làm tại họ sợ họ héo, cho nên nhìn giống nước Mỹ quá. Dạ Hương đang ở Mỹ thì họ làm một bức tượng Phật, làm hai chân ngọc khải đẹp quá chị ơi. Dạ thì Hương mới làm. Ủa sao trend lên liên tục nha. Trên lên vậy đó cả nhà, em sợ thấy mà bà em luôn. Mở sao mình không mở cái này lên, sao mình không mở cái này. Trời ơi em đi dễ cái lộn đó cả nhà, ngày nào em cũng xem hài của chị. Dạ em đang rất là control con người em á, control lắm luôn á. Có nghĩa là mình chị mới son ra son giá nhiêu, 319 nha baby, 319. Dạ. À, ai mua sản phẩm Văn Chinh em say hi, em chúc anh chị em cứ vui vẻ nha. Chào Văn Chinh đi làm vui vẻ nha cưng. Dạ. À, Dân Trần chào anh chị. Hết đã chị ơi ơi. Chị đây. Mọi chào mọi người nha. Tên tên hết đã hết hả? Dạ, em đang ở ngoài đường. Mời cả nhà đi ăn đám cưới, dự một buổi đám cưới với em nha. Đó. Bây giờ ở đây là đang buổi chiều 5 giờ 46 phút mà chuẩn bị bước qua mùa hè cho nên trời rất là sáng. Em muốn mua son, ok, Win World Cup. Win World Cup ơi, em ở Mỹ hả? Ở Mỹ thì gọi 714-854-2930, còn ở Việt Nam á, đại lý vô trả lời em. Tú Dương, Tú Dương dạ, chào em gái, dạ em chào chị Thanh Hải Nguyễn, dạ. Chào hai em. Chào hai vợ chồng em, dạ chị. Cali hả chị Hương? Ừ, chị đang ở Bloomingdale nè. Xe này ra nè. Chị đang ở Bloomingdale luôn. Vì Hương bán son, bán màu mắt không. Dạ em chỉ bán son thôi chị. Son thôi, tại vì em không có chuyên make up á. Vài bữa nữa em ra cushion. Cushion đây, em tới Bloomingdale rồi, em sẽ quẹo vô. Dạ, mua trên live được không? Win World Cup. Bạn ở Mỹ, anh bỏ bao thư này vô. Bạn ở Mỹ hả? Bạn ở Mỹ thì số điện thoại là 714-854-2930 nha. Dạ. Còn ở Việt Nam á thì bạn mua trên này luôn ha. Đại lý sẽ vô trả lời. Dạ, em khó khăn quá, chị giúp đỡ em được không? Dạ không em. À, chị không phải là nhà nước đâu, nhà nước lo cho em chứ sao chị lo được. Chị chỉ là làm theo cái tấm lòng của chị muốn thôi. Mà chị đặc biệt là không cho cá nhân em. Nếu mà chị cho cá nhân á là một vui lạnh thế. Một ngày chị có thể cho tới cả mấy trăm người nhắn tin cho chị. Cho nên chị chỉ lo cho cộng đồng là có nghĩa là số đông thôi. Có nghĩa là chị lo cho một cái tập đoàn nào, một cái tập thể nào thôi. Chứ chị không thể nào mà cho từng người. Tại vì chị cho từng người là rất là cả từng người một á. Thì chị không có thể nào mà chị cho được như vậy đó. Cho được như vậy đó. Thì em ở Việt Nam hả? Win World Cup, dạ mua trên này nha cưng. Không ít cúp này trẻ đẹp. Và lát nữa em nhờ chồng em á sẽ quay cái bộ đồ em mặc ha. Để cả nhà thấy em hôm nay bận bộ đồ này. Dạ. À, bộ đồ này đẹp. À, bộ đồ này là của Tom Ford nha. Dạ đây. À, bây giờ em quay chồng em ha. Chồng đi trước chút xíu nè. Cái em quay ông xã em hôm nay bận bộ đồ này. Đó. Trang trang. Ừ, dạ. Rồi bây giờ là tới khi ông xã em quay cho em một chút xíu. Dạ. Mày em đi đây anh. Anh ơi. Bên này mới thấy, bên kia nó ngược sáng không thấy hình gì hết. Ôi, trời ơi. Hello. Hi John. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? Hi John. Em có thể like được không? Được, rất là đẹp. Anh Hiệp. Để lo cho Hương, để hỏi thằng Thái ơi, Hương quay bộ đồ Thái chút xíu được không?
Dạ. Ui ui. Đây, chị, đây chú tải giờ có. Đây cũng có bộ đồ rất là đẹp. Chào anh chị. Dạ, hai chồng mới cưới ông Mỹ. Cho nên em xin phép quay một chút xíu. Rồi, thiết kế designer Thái Nguyễn cũng rất là nổi tiếng luôn. Bộ đồ rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chắc là không dám like nữa tại vì chưa có hỏi kiến ai trơn á. À, hôm nay để như là mấy năm rồi mới đi ăn đám cưới cả nhà ơi. Ok thôi tắt đi ha. Dạ bye bye cả nhà. Không có chưa có xin phép like anh. Em sợ. Đây nè. Cả nhà ơi, tại vì mình chưa có xin phép là mình like đó, cho nên mình sợ mọi người hỏi lừa mọi người ngại. Đó, chị chúc chút vô gặp. Dạ. Dạ đây có viết vài chữ. Đó, là hai chồng mình viết xong rồi mình bỏ tiền vô đâu ha? Thì có cái hộp ở trong đó chị. À có hộp ở trong. Dạ. Rồi. Anh ngồi bàn nào anh? Chị ngồi bàn số 11. Bàn số 11. Dạ. Ok, rồi thank you em. Dạ. Khỏe dạ. Em? Dạ em ok. Dạ lâu quá. À lâu lắm rồi Việt Hương mới ra. Lâu lắm rồi Việt Hương mới ăn đám cưới ở Mỹ. Cho nên là chắc đứng ngoài đây chơi chút xíu anh ha. Dạ. Hương đứng ngoài đây với cho anh chút xíu đi. À cái máy này đặt ở đây để mình ký tên á cưng. Dạ, đang livestream. Đang livestream luôn. Dạ. Đám cưới MC Ngọc Hân. Dạ đúng rồi. Đám cưới MC Ngọc Hân. Cho nên là Việt Hương nhất định phải đi. Dạ. Và hôm nay còn ra gặp gặp John nữa ha. Một cái người mà Hương luôn yêu quý trong trung tâm á. Thành ra là giờ đi ra để đứng chơi một tí xíu với John. Xong hai đứa tụi Hương sẽ ký tên. À khi mình ký là mọi người nhìn thấy mình á. Yeah yeah. Để anh chị viết nha. Xong hai đứa mình cũng vô ký tên rồi kỷ niệm nha cô. Vậy mình ký ở đây luôn. Bên đó là mấy giờ? Bên này bây giờ là 5 giờ mấy, gần 6 giờ. Dạ đây gần 6 giờ. Đó. Rồi ký tên. Dẫn mọi người đám cưới nha. Bàn số 11 hả anh John? 11. Hương thích số 11, được ngồi bàn 11. Đó, anh Phương viết dài lắm, như một lá thơ vậy. Đó. Hoa rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Chưa dám vô tại vì đó. Rất là đẹp luôn. Chị Hương hôm nay đẹp quá. Dạ. Tâm Nguyễn và Ngọc Hân. Anh Phương anh viết một lá thơ dài bốn trang nha cả nhà. Dạ anh viết một lá thơ dài 4 trang. Đó. Đó, để tuốt ở dưới luôn. Viết rất dài. Dạ. 12 giờ đêm rồi. Dạ đúng rồi. Đó, viết quá dài. Người ta cầm lên kìa, tiệc tan rồi. Thậm chí là thấy vui rồi ha. Dạ, viết dài quá. Đây anh Phương. Khoan vô anh Phương ơi, đông lắm, anh Phương cầm giùm em xíu nha. Rồi em đứng ở cái bảng.
của em xin không người mà một trong những em xin rất là dễ thương chắc chắn với nhau, cho nên được tôi tranh thủ để tới dự đám cưới hai chồng đi đám cưới. Mặc dù là sân diễn ở Việt Nam đã bán hết vé rồi mà vẫn còn đứng đây. Thôi cho họ kêu chúc mừng em đó, cái mình đang lên ủa ơi dự ơi chút nữa Khánh Phương chút nữa hai chồng vô cho đẹp tại vì cho lo chút xíu lại đi live stream không vô phỏng vấn chị nghe em phỏng vấn chị hả phỏng vấn đang live stream à vậy hả okay, ok anh chị vô trước vậy hả đang phỏng vấn đi rồi okay. Cầm cái máy chị like lúc đi lên luôn đi ok ok rồi rồi vô vô đây hả vô vô giải bộ này bất ngờ nha xỉu luôn đi chữ Ủa Hương, Hương đi chai lạ hả Hương? Lạ quá cô. Mới quen, hả chứ mới quen. Mới quen có hùng nữa thấy không? Quen lâu đâu có hùng nè. Trời ơi, chị bị thương. Trời ơi, hồi nãy mới gặp ngoài cửa thôi á. Cái bất ngờ nó dư giả ghê. Chị làm cái làm lố lên là chị làm lố xong xài hai con hai chị rồi qua cho người ta chụp hình đi kìa đó cho người ta chụp hình kìa Oh, okay.
chị cũng rồi thôi. Mẹ ông em. Camera nha. Một. Tắt live stream đi ha, chứ mình ngại quá, tại vì đánh cưới của người ta đó cả nhà. Nha cả nhà ơi. Rồi em chào cả nhà cái nha. Em chào cả nhà cái nha, tại vì live đám cưới của người ta đó, hay là mình chọn cái đây mình coi chút xíu ta. Chọn cái đây chút xíu. Được không? Không gian, không gian. Ui cái ly này đẹp quá cả nhà mình ơi. Cái ly có bong bóng á. Anh Phương lấy một ly có bong bóng ha. Hồ bể bong bóng rồi. Yeah. Wow, đẹp quá. Thank you. Đây cho em thử ly. Yeah, cái ly có bong bóng. Đẹp quá à. Em muốn này luôn. Đám cưới cần đám cưới. Em cần cái nữa. Cho em một cái đi. Đây là một cái hộp chấn động. Em để cái ly rượu em xuống. Đẹp quá mẹ ơi. Đẹp quá. Anh chị, em chào anh chị. Em chào anh chị xong rồi cái em có like chúng không? Em like anh ơi. Em like em thôi. Em chào anh chị, em mới nhảy đập đập với anh Sơn á. Anh Sơn có nghe, có cho chị nghe cái voi của em không? Anh nói em phải bán cái đệm mà giống như ông anh trong nhà la rừng trời luôn. Dạ. Ủa, cái này là bàn số 3. Em số 11 lận. Dạ. Rồi cái này ngon nè. Ok. I want this one. I table 11. Yes. Rồi mình qua bên 11 nha. Đợi em. Bỏ cái ly xuống nha chị. Cái ly. Excuse me. Chào chị. Chào cưng. Để em kiếm cái bàn số 11 để cái lưu ly xuống. Sợ đổ quá. Em chào anh, bạn nhậu. Ôi trời. Anh kiếm. Bé Bi kiếm giùm mình cái bàn 11 ở đâu cưng. Bàn 11 em chi. Em để cái ly xuống. Ngày 11 kìa. Bên đây. Dạ, em để cái ly. Ui. Chào, đợi mình xí. Bàn 11. Ủa? Bé, bàn 11. Bàn 11 như đây nè. Bàn 11 bên này hả? Dạ. Đấy, bàn 11 không? Ok. Vậy là ngồi bên này. Bé Lam, đợi em chút, em để cái ly xuống. Đây là cái bàn tiệc nha cả nhà. Đó. Chị Hương đeo bông đẹp. Dạ nó nguyên một set luôn á baby. Nguyên một set luôn á Kim Trần. Đây là cho em quay chị không? Em quay chị xíu nha. Đây là dạ live stream. Đây. Hello bên yêu dấu của chị. Chúc Lam, chúc Linh cả nhà ơi. Dạ. Hôm nay cả nhà khỏe không nè? Trời ơi. Chị em được nghiệp đi đám cưới nè. Đúng rồi. Đáng lý là em đi về đó, đi Việt Nam á mà em nghĩ vậy nè.
sao cả đời vất vả đi làm hoài vậy, mỗi lần có tiệc gì cái chạy rần rần. Hôm nay em xin phép ở lại ăn cái đám cưới. Đây là Trúc Lam, Trúc Linh nha cả nhà mình ơi. Chị Linh đang đến, bây giờ Lam đang trước. Hôm nay đi đám cưới bé MC Ngọc Hân. Cả nhà chắc ai cũng biết là Ngọc Hân của Thiên Nga rồi. Thì Face TV, MC rất là duyên dáng, nhưng mà hôm nay đông quá, không thể hết được đâu. Dạ, quá đông và vui nữa, cho nên hôm nay chúc cả nhà mình cuối tuần vui vẻ nha. Chuẩn bị sắp vào mùa xuân thở bếp, mùa xuân vui vẻ, tươi mát, gia đình mình ấm cúng. Trúc Lam xinh quá kìa. Quá cảm ơn cả nhà. Bữa nay đi ăn đám cưới cho nên hôm nay chồng của chị Trúc Lam á là Hoài Tâm giỡn. Tụi Hương cứ giỡn tại vì ông xã là Hoài Tâm á, là ông xã của Việt Hương trên sân khấu ở Mỹ, mà mỗi lần đi chị Lam á là thành ông xã của chị Lam. Mà hôm nay đi châu Âu rồi. Bữa nay ông bay luôn đó. Bay luôn mất tiêu rồi. Thế là bây giờ còn có hai chị em thôi. Thôi cũng chúc ông xã, ông xã nếu mà coi được cái clip là nhớ ông xã với lại mọi người đi show vui vẻ thành công nha, và em đi safe. Mau mau về chúc cả nhà mình vui vẻ. Yêu thương. Má mì like á, nhà má mì phải xin phép con có đồng ý cho má Ly like vô mặt con cái không? Dạ đây, tên thế. Ông có Mira đó nè. Dạ, Mira tại vì biết sao không? Mình like em mình phải xin trước. Xin chào mọi người, dạ xin chào tất cả các quý vị fan của má Hương. Má Hương xinh đẹp. Mỗi lần mà mới nói rồi má Hương ngày càng đẹp càng giàu, dạ con xin miếng vía. Giàu. Càng đẹp càng giàu xin miếng vía rồi. Mỗi lần ra nó gặp tại vì á Hương đi quay Thái Lan với nó, cho nên là giống như cái gì nó cũng chia sẻ với mình á, cho nên là nó kêu mình bằng má chứ Hương đẻ đâu có nổi. Ôi đẹp quá, trời ơi Mira, ôi đẹp quá. Dạ, nó kêu bằng má là tại nó quý á. Rất là thương má Hương lắm. Dạ, nó quý mình thôi. Hai em dễ thương, đẹp quá, dạ, nó đẹp, ở ngoài dễ thương lắm cả nhà ơi. Khi nào mà nó về Việt Nam á, đi ăn. Nói với má khi nào mà con làm dâu chính con báo liền. Khi nào má phải đi liền nha. Nào đám cưới á, đám cưới nó mình mới nó báo mình liền là mình đi ăn cưới nữa, like cho cả nhà coi nữa. Không gian đẹp lắm. Đúng rồi, dâu phụ mà. Dạ. Mira so cool, dạ rồi. Thank you guys, love you. Đây nè, bây giờ quay nè nè, đó rồi đi đi con. Cẩn thận cao đầm chứ ly nước. Đây là không gian đám cưới rất đẹp. Đẹp á. Cũng chừng 200 khách, 300. 300, em nghĩ 300 đó chị. 300. Ai cũng xinh lung linh hết. Dạ. 300 đó chị, em nghĩ là 300. Tại lại like không có dám phải hỏi kiến mọi người đó. Dạ. Yeah. Đẹp ha. Rồi. Còn like. Còn like cho mọi người coi. Ai cũng xinh lung linh. Dạ. Tại mọi lần là mặc màu đen, Hương rất là thích màu đen. Mà hôm nay mặc màu này. Em ghế anh mấy? Ủa đây 11 đây. À, chị có để cái ly rượu hai chồng chị ngồi đây. Hai cân. Đây cho chị quay em xíu nha. Đèn ten ten vợ anh Hoàng. Mấy bé không? Mấy bé. Trời ơi. MC Khánh Hoàng cũng là ca sĩ Khánh Hoàng luôn. Đây là vợ của ảnh mà tại Hương biết bé là từ hồi nó mới có bầu đứa thứ nhất. Mà giờ con nó là con nhiêu à? Đứa lớn sắp 14. Đó. Mà đứa nhỏ là mấy? Sắp 11 rồi. Đó. Màu này sang nha. Ủa cái ly này của anh hả cô? Ly bên này của anh, ly bên này của em. Yeah, dạ. Nhưng mà em ngồi đâu? Em ngồi ở ngoài đi, tại vì em ăn tay trái đụng anh chứ em sợ đụng người ta. Sân khấu. Sân khấu, mình nhìn để nhìn lên sân khấu. Chào em, dạ. Cảm ơn chị Vườn Lan Công Đặng. Em đi mình hả Kim? Ok. Chị có đang like nữa à? Chị đang like. Ai vào trong ngồi bên này đi. Đây bạn đang ngồi bên này. Dạ. Mỗi lần là Hương à. Hương rất thích bận màu đen. Màu đen. Ô tô lúc nào cũng màu đen hết. Nhưng hôm nay bà chị á
bà chị bên Dubai á, bà không cho mặc màu đen, bà bắt mặc bộ này. Dạ, cho nên bà gửi qua cho Hương, cho nên Hương chọn là màu pastel theo cái thiệp mời á, là màu tốt cũng được mà. Dạ, màu đen, tại Hương thích màu đen. Đó. Anh muốn vô chưa? Chưa. Yeah. Đó, và em muốn cái thank you. Em muốn cái yeah. Đây. Em muốn cái chả giò, cái gì mà chả giò. Em muốn cái gì hả, cảo chiên rồi cái gì. Em muốn cái lại xíu mấy lót sao đông tiền. Dạ, đông linh, đông linh. Này, anh Phương đây ạ. À. Dạ, anh Phương đây. Anh Phương xin đó. Hai vợ chồng bỏ công việc để ăn cái đám cưới, tại vì vậy nè. Cho phép mình được chơi chứ mà cứ làm hoài đổi vé luôn, ở lại. Định là đêm nay về. Không được, vì ngày mai mấy giờ ăn? Ăn xong đi về. Kịp. Tám. Không phải, tại vì là hẹn ở nhà Lê Quyên. Mấy giờ bay? Nhưng mà 11 giờ. Ôi ôi, ăn xong rồi mới đi chứ. Nhưng mà Lê Quyên đâu có mời đâu, tự nhiên đi qua. Không, tại vì đâu có. Em mời rồi. Cái này là gì cơ? Em ăn này có đủ sáng không? Ít với chị đủ sáng lắm đấy bị. Dạ có. Và lúc nhắc cái gì vậy? Chưa đi. Mấy giờ mấy giờ ăn? 6-7 giờ, 7 giờ đi. Ăn ăn ăn. Chị ăn nhá, ăn điên đảo xong rồi ra sân bay nhá. Đúng rồi. Đấy. Tin rồi em. Con. Tại vì biết nghĩ đâu chị có ở đây nữa đâu, nghĩ là anh nói em đi về đó. Đợi vé đó bé. Đợi vé ở lại nè, em chọn đây. Chọn. Ăn đám cưới. Ngon lắm, mà tôi không mời tay nhiều quá. Cái gì đợi tiền em thôi. Chị Cát Phượng ơi, chị Cát Phượng đang coi em hả? Thanh Tuyền. Chị Cát Phượng đang đây. Ngon nè. Cái này là gọi là gì đấy? Không, cái này gọi là gì anh? Khai vị, khai vị. Khai vị. Không phải khai vị. Đó là khoai tây nghiền. Đây là khoai tây nghiền. Tóc heo ấy. Giống như tới là mình uống rượu. Khai vị vậy? Không phải khai vị cơ. Khai vị thì sao phải dọn ra cho mình. Giống như tiệc tóc heo thôi. Dạ, rồi mình vừa đi. Đúng rồi. Dạ, giống vậy. Đây. Ngon lắm nha cả nhà ơi. Từ 2 giờ này hơi bị nặng ấy. Đúng rồi, hơi nặng. Cái gì hơi nặng? Hơi nặng ấy, giống như là no luôn. Ăn cái này là no luôn á bé. Dạ, cái này là 9 rồi. Còn cái này là cái gì vậy ngon anh? Hơi nhiều hành. Hơi nhiều hành, vậy không ăn đâu. Sợ hôi hành. Miếng thịt không? Cái con này là thành công rồi. Lần này đập chưa đẹp gái ra quá. Đẹp gái hả? Chị không có làm gì đâu nha. Mặt chị y chang vậy, không có làm gì, không có sửa gì hết trơn á. Ờ, mắt cũng có cắt luôn. Vui á. Chắc chị vui hả? Bây giờ thấy ốm mà đẹp. Chị đẹp ra hả? Con ra. Đặng Hồng Nhung, appetizer ra. Tiếng Anh biết tiếng Việt quên á. Chị chưa có sữa. Chưa sữa gì, chưa cắt gì hết trơn á. Chưa sữa mà vậy hả? Ờ, chưa sữa. Mắt cũng chưa. Miệng mồm gì cũng chưa hết. Cả nhà ơi. Này cái món này. Này chị biết nữa. Cái gì ta? Này giống như cảo. Cái đường thấy không? Ngô no. Thấy không? Đâm linh dạ. Đâm linh mà dạng dạng seafood có tôm với chả cá. Nhưng mà cái này hơi nhiều hành.
có nhiều hành cho nên mình sợ mình bị hôi miệng mà. Dạ cái này đâm linh. Ê, cái này ăn no nha, ăn chút hồi no không ta? No rồi, no nha cả nhà. Hả? Bốn món gì? Đọc cho chị nghe coi, đọc cho chị nghe coi. Cưng ơi, món cánh chắc là một phần nhiều quá. Cái dĩa tét hay gì á? Ôi chị, bữa em mời chị thì vô nè. Em nhỏ em mời chị vô từ năm mặc dù biết ông này để cái bản chuyện này. Ủa, gửi tiền cho chị đó. Đó, nè, em vẫn gửi tiền cho chị nhớ không? Cái chuyện đấy trước lại. Dạ. Không, không có em bận, không bận rồi đang em bận đồ hồng á. Em suối, người ta suối em nói là em cứ mặc đồ đen rồi, cái nó coi để em chọn. Ủa mà cậu này. Cả nhà mình ơi, chị Hương đang gặp chị Hương Thủy. Hương Thủy nha cả nhà ơi. Không, hai chị em tôi đi show là gì? Hai đứa bị Hương Nguyễn trùng vé hoài à. Dạ. Cái bạn này bên Úc, Hân Hảo Lam chào mình là bên Úc nha. Đây là chị Hương Thủy nha cả nhà ơi. Dạ. Đẹp quá trời. Em bà đẹp dữ trời. Hương ở ngoài đẹp lắm. Đẹp hơn tại sao em để xác chi cho cái mặt ăn bự cho bạn chị. Dạ. Ngoài đẹp gái gì lắm. Dạ. Giờ hôm nay bả đẹp. Hôm nay tại mỗi lần Hương hay chọn đồ màu đen á cả nhà. Rồi hôm nay Hương chọn đồ màu bắt teo. Đó, màu bắt teo màu lợt lợt. Đấy. Đó đến giờ chị làm ăn chị không đi. Đàn ông. Nay chị Thủy chọn màu đen. Hồi nãy cũng lựa chọn cái là màu đen rồi. Nhưng mà cuối cùng là chọn màu bắt teo hồng hồng. Đúng là xôn cũng hoài màu đen cũng đẹp. Mọi người nhìn đẳng cấp quá dạ. Anh ơi em còn thiếu một món là cái gì đó, cái gì chiên anh,
cái há cảo mà chiên. Anh tìm há cảo chiên nha, há cảo chiên cho em nha. Và người đẹp không? Dạ, rất là vui. Rất là vui, lý do là ở lại ăn một cái buổi tiệc cưới vậy đó cả nhà. Ngồi đây luôn đi. Và cô chú nghệ sĩ này, cái nghệ sĩ hải ngoại đẹp từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ, hôm nay thì Hương bận cái màu hồng này á, ai cũng khen á, tại vì Hương rất là thích mặc màu đen, nhưng mà mọi người cứ nói là hôm nay phải mặc màu hồng, màu bách teo đó, cho nên Hương chọn cái đầm này để mình đi cái buổi tiệc ngày hôm nay. Và hôm nay không có gọi là gì ta, không có gọi là không có đi xô đi chậu gì trơn nha cả nhà, không có xô chậu gì trơn á, đi chơi một bữa. Ngọc Anh cho quay chút xíu nha. Rồi đây là ba, thấy ba cũng gầy đi đó. Gầy đi hả? Ừ. Tại sao gầy đi vậy? Ừ, ba gầy mà, ba đâu có bị nhiều đâu. Đây là ca sĩ Ngọc Anh nha. Áp gì mà xinh thế kia? Xinh hả? Dạ. Hương là thích mặc màu đen lắm. Nhưng mà hôm nay không có dám mặc màu đen, tại vì ai cũng nói quở là sao mặc màu đen hoài, lâu lâu đổi đi. Và hầu như tiệc nào cũng màu đen, hôm nay mặc màu bách teo thì ôi màu đen là chắc ăn nhất. Dạ. Hôm nay màu đen đẹp. Hôm nay là mọi người nói sao Hương lạ quá là mượn màu. Đó, rồi đây là Ngọc Anh ca sĩ nha. Đây màu đen nguyên bộ luôn. Tên tên. Dạ, còn áo này đẹp hả? Cảm ơn chị Thu Nguyễn. Bộ này là do một chị đại ở Việt Nam đi Dubai và mua cho Hương của hãng Tom Ford. Dạ chứ Hương ít mua màu lắm. Chị Ngọc Anh xinh nè, chị Ngọc Anh xinh nè kìa. Đó. Thank you. Đẹp quá, dạ. Rồi cảm ơn Ngọc Anh đã cho mình quay xíu nha. Thôi Ngọc Anh ca thì đỉnh. Chào. Rồi. Đỉnh rồi. Chào fan của Việt Hương. Chào fan của Việt Hương và anh Hoài Phương. Không, Trang thì Trang Việt Hương. Trang Việt Hương. Trang Việt Hương, rồi. Wow. 1,200. Dạ. Đang xem ở Việt Nam. Đang xem ở Việt Nam. Chào Việt Nam rất nhiều. Rồi, chào. Dạ. Để bữa nào có một cái show gì phải rủ Ngọc Anh ha. Dạ. Yeah. Dạ, ok. Rồi, anh Phương đã kiếm được cái món cho Hương rồi. Món là có. Điện thoại của ai đây? Điện thoại Ngọc Anh ơi, điện thoại Ngọc Anh hả? Anh ơi, cái này mà chiên cơ. À, chiên nè, không phải cái này à? Nhưng mà ngon lắm, anh ăn thử đi. Do you have this one? That was it like that's the lobster, the shrimp and lobster that way. Is there any way that I can get it? You want more of it? Of course, I haven't got it. Just wanted to get it. Chị chỉ kẹp cái gì? Cả nhà mình ơi, đây là ca sĩ hồi nãy mình gặp Trúc Lam phải không? Bây giờ mình sẽ gặp chị Trúc Linh. Không, cái nhân vật này á thì chị Trúc Linh ơi, em thấy diện quay vậy em sẽ quay nguyên bộ đồ chị nghe, tại vì cái người này body rất đẹp. Đây tan 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 body chỉ nè cả nhà ơi, đẹp xuất sắc không? À. Được thôi. Thôi, đẹp, body chỉ đẹp lắm. Hồi nãy là Hương gặp chị nó chiên lên, nó chiên lên. Hồi nãy là Hương gặp chị Trúc Lam, còn bây giờ gặp chị Linh. Cảm ơn chị đã cho em quay xíu nha. À. Cảm ơn chị. Cho xin chào khán giả của Việt Hương nha. Cô em rất là tài giỏi nè. Và thông minh nữa, chứ không phải là, nhưng mà đặc biệt là rất là yêu chồng và con. Lâu rồi mới gặp Hương, bởi vì sao Hương cũng về Việt Nam khá lâu và lâu lâu mới trở lại đây. Cho nên đây là một người rất là vui với tất cả. Em đỡ vé đỡ lại đó, tại em muốn gặp mọi người. Đấy, Hương dễ sợ luôn. Hôm trước Linh có đi coi chương trình Nụ Cười Vàng. Chỉ có cái bình an thì mình mới làm được cái nhiều việc, có mong được có sức khỏe thì mình sẽ làm được nhiều việc nữa. Và Linh cũng xin chúc cho quý khán giả khắp mọi nơi, mà nhất là khán giả của Việt Hương, thật nhiều sức khỏe và bình an. Thế
mong được gặp lại quý vị trong những thời gian khác. Kỳ trước là Hương Thị 5 năm Hương có mời Trúc Lâm, Trúc Linh á. Đúng mà rồi. Hai chị kẹt show. Đúng rồi. Kẹt show rồi. Không bay kịp. Nói thật chứ tiếc kinh khủng luôn á. Yeah. Tính hai chị em là tính hết rồi mà cũng không thể nào về lại. Hôm bữa đó đang trường cú. Đang về lại đây để mà hát cho kịp cho nên đành phải bỏ giờ cái chương trình của kỳ sau nha. Nhất định kỳ sau. Kỳ sau em sẽ lên trước. Dạ, yeah, ok. Cảm ơn. Cảm ơn chị Linh nha. Chị Linh luôn đẹp và dễ thương. Chị khéo lắm cả nhà ơi. Khéo léo lắm. Ủa cái ly đó ly gì vậy? Có rượu không? Có rượu không? Dạ. Dạ, nhưng mà ít rượu thôi được không? Yes. Yeah. Yeah, yeah. Ông chồng em đã kiếm được rồi. Chị cần chụp hình phải không? Đây, cái này là chiên. Chị sẽ ra kia đứng đi cho mọi người chụp hình với mình. Kêu giùm mình. Hương thấy có một chút xíu muối nè. Cái này là miếng xoài đó cả nhà ơi. Xoài nha. Rất ngon. Ha. Ui. Ê, cậu ơi. Cậu ơi sao cậu qua đây? Cậu ơi nhà làm sáng đi. Trời ơi, cậu hai báo nè cả nhà ơi. Trời ơi, cậu hai báo cả nhà ơi, cả nhà ơi. Trời ơi, chết rồi. Nô, chị phải đứng dậy. Cả nhà ơi, cậu hai báo nè cả nhà. Chị đâu biết là em qua đây đâu. Qua mấy ngày rồi. Em qua làm gì? Em ở đâu? Ở thứ ban nào, số kế tiếp là đâu? Cả nhà ơi, số kế tiếp ở Seattle nha. Cậu hai báo Bạch Công Khanh. Là ngày mốt đó, ngày mốt em phải bay đó. Trời ơi, Bạch Công, trời ơi, tao vô là Bạch Công Khanh liền. Tại vì á, Hương đi quay game với nhỏ là Hương kêu còn ai báo mà Hương nhái nó nữa. Tôi có vàng vậy đó. Trời đất ơi, số qua nào vậy? Số ai nào vậy? Qua 4 ngày rồi. Qua 4 ngày. Anh Phương ông xã của chị. Bạch Công Khanh, ca sĩ Bạch Công Khanh. Mà vui nhất là em kêu đó là cậu hai báo. Tại trong vở là nó đóng vai cậu hai. Dạ, có một cái phim nổi tiếng đó. Phim gì đó? Duyên Kiếp, cả nhà ơi. Ôi ôi Bạch Công Khanh, hello trai đẹp, hello Bạch Công Khanh, quá trời trai đẹp, trời ơi trai đẹp đi qua đây đi show, sẵn đây ăn cưới luôn. Chủ nhật này hát ở Seattle, có hát ở Cali không? Cả nhà mình ơi hát ở Seattle nè, rồi ở đâu nữa nè? Ở Houston nữa nè, Phila, ai có show, Khanh tài giỏi kìa. Cảm ơn cả nhà. Đẹp trai kìa. Quá trời, em ngồi đâu ngồi này vậy? Này, lát Hương Tràng xuống nha cả nhà. Dạ, vui quá hợp mà. Yeah. Ờ, rất lâu quá trời luôn, không có hai show vậy, hai đứa làm chung. Kiếm này về làm chung nha. Kiếm này về làm chung cái show nha cả nhà. Ủng hộ hai đứa em nha. Ông nội với cậu hai báo. Câu mình con canh mãi đỉnh nè. Dạ, rồi, cảm ơn cả nhà. Ừ, ok cưng. Đang giới thiệu cái áo em như áo choàng hồi lên ngồi xuống. Cái ly này á nó giống như là bé, giống như cái ly gì, có miếng xoài, có muối nữa. Không biết được gì là cái ly này lạ quá bé Kim. Uống ngon cái gì vậy?
À, biết gì không? Cái này là muối mễ. Ừ. Muối ớt của mễ. Trời, rất ngon nha cả nhà. Muối gì cho kệ bà nó mà ngon quá. Đó, có xoài nè, có xoài luôn. Bây giờ em ăn thử cái này không ngon không? Rất ngon. Nó là lobster. Cái nhân của nó. Chị đi kiếm em đây. Hey, hello cả nhà. Sao lại ra nói chuyện với chị Thủy? Yeah, tại vì là Hương lại bận một chút xíu nên là. Oh, có Du này, Du ơi, Du, khỏe không em? Có Du này, biết Du này. Du mới nhắn tin cho em. À ha. Yeah, trời ơi, bá vừa mới like với cả trai đẹp xong, thế là đá mình sang một bên luôn. Không biết là mọi người có ủng hộ mình không, chứ không buồn quá à. Bá đá mình sang bên luôn. Bây giờ bá lại bận công việc, thì bây giờ mình gọi Hương lại. Cả nhà khỏe không? Chào em Hương. Chào anh Hương. Carrot Han. Ok, hai em. Ăn thử đi em. Đấy, chị Hương nãy kêu anh đi lấy cho chị một cái này. Chưa ăn nữa. Anh chưa ăn luôn, chị cũng chưa ăn. Hương hôm nay tóc đẹp và sang nữa, xin lỗi, Dương là chị sinh năm 72. Ok, nếu mà chị sinh năm 72 là chị Ngọc Oanh là lớn hơn thì Hương rồi. Cho nên là chị cứ xưng là chị là đúng rồi. Nhưng mà sinh năm 72 thì chắc cũng khoảng cùng tuổi với Phương đó. Gamly, thank you hai em. Hương Huệ Anh, chào em Hương. Chào. Ok, Thu Nguyễn, chào anh Phương. Hello Thu Nguyễn. Hello Tammy. How are you Tammy? Phương về gấp quá, không có gặp được mấy ai cả. Về gấp, Phương về có mấy ngày thôi mà lại bây giờ ngày mai đi luôn rồi. Thank you, cảm ơn Phi Hoàng, hai vợ chồng đẹp lắm. Hai vị Phương, thank you nhiều. Cao Minh Bội Ngọc, chào em, chào Ngọc. Con, hai mẹ con khỏe không? Oh, Hải Ân Lâm, I am, hello Australia there. Ok, nhiều quá, Phương đọc không xuể, không kịp luôn. Có kem chống nắng không ạ? À? Có nhá, Linda ơi. Linda vô like luôn hả? Phương vô like luôn. Linda ơi, kem chống nắng là Linda cứ hỏi lên đây là sẽ có nhà phân phối sẽ vào. Phương trả lời. Các đại lý sẽ vào trả lời nhá. Ok. Phương phải đi nói chuyện với chị Marito một tí. Ừ. Dạ, cho nên đưa cho anh Phương like. Mọi người chào quá trời, này đông lắm. Mà kéo lên, kéo xuống không kịp luôn. Cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng Phương á, chắc là xin phép xuống like đi ha. Để Phương nha, để cho mọi người đi chơi giúp nha. Dạ, gặp gỡ mọi người cái cũng lâu không gặp các bạn bè á. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Ok, bye bye.